tên thật ít biết của ba con hà hồ. Subel đơn giản, Leon nghe là biết cậu Út tài phiệt. Chính Lý là họ con cha thì có số 3, số 7. Bây giờ nếu mà đặt Lý Minh thì hạt nhỏ đó nó sẽ bị dư 2 số 4. Con nhỏ mà đặt Lý Linh thì sẽ dư 2 con số 3. Vậy thì phải chấp nhận thằng này nó sẽ thốc vác nhưng mà nó sẽ mê vật chất hơn con kia. Rồi con nhỏ kia sẽ hơi bơm bẩm hơn. Anh ơi! Ngủ ngoài thế? Gia đình Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là ba người con của nữ ca sĩ là Subel, Lisa và Leon. Ngày một lớn, các nhóc tì càng nổi bật, có sức ảnh hưởng không hề nhỏ trên mạng xã hội. Dẫu vậy, tên thật của ba con Hồ Ngọc Hà lại ít khi được nhắc đến. Con đầu lòng của Hồ Ngọc Hà là Subel, năm nay đã 12 tuổi. Cậu bé có tên thật Nguyễn Quốc Hưng, tên tiếng Anh là Henry. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi Subel có tên khá đơn giản, độ phổ biến cũng lớn. Ở tuổi 12, Subel được ví như bản sao của ba ruột là Cường Đô La. Cậu bé đang theo học tại một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, có thành tích rất tốt. Subel cũng là một trợ thủ đắc lực của ba mẹ trong việc chăm sóc, vui chơi với các em nhỏ. Ngày một lớn, cậu bé càng cao ráo, lộ vẻ điển trai, được thừa hưởng khen trội từ Hồ Ngọc Hà. Cậu bé hiện đã cao vượt Cường Đô La, khi đứng chung một khung hình, có thể thấy Subel cao nhỉnh hơn người cha doanh nhân một chút. Ngoài ra, khi đứng cạnh Hồ Ngọc Hà, cậu bé cũng sắp sửa ngang bằng. Nhiều khán giả cho rằng Subel thừa hưởng khen trội về chiều cao của người mẹ nữ hoàng giải trí. Cặp song sinh Lisa, Leon của Hồ Ngọc Hà, Kim Lý hiện đang là các nhóc tì đình đám của showbiz Việt. Hai bé mang cả hai quốc tịch Thụy Điển và Việt Nam. Chị ba Lisa có tên đầy đủ Elizabeth Lee, trong khi đó cậu út Leon là Leon Jay Lee. Dù không có phần đồng điệu trong âm tiết, nhưng tên hai nhóc tì đều mang ý nghĩa thể hiện lòng tin mạnh mẽ. Bên cạnh tiếng Anh, Lisa và Leon cũng có tên tiếng Việt nghe sang không kém. Theo đó, MC Quỳnh Hương từng tặng cho hai nhóc tì tên dựa trên quy luật của thần số học. Cô chia sẻ, chữ Lý là họ của cha, có số 3 và số 7. Nếu giờ đặt tên Minh, thằng nhỏ sẽ bị dư 2 số 4. Con nhỏ mà đặt Lý Linh thì sẽ bị dư 2 số 3. Vậy thì phải chấp nhận thằng bé sẽ thốc vác và mê vật chất hơn con bé. Con bé sẽ lại hơi mơ mộng hơn. Vì yêu thích, Hồ Ngọc Hà đã sử dụng tên Lý Linh và Lý Minh để đặt cho cặp song sinh. Ngày càng lớn, đến tuổi ăn tuổi nói, cả hai líu lo cả ngày lắm, lúc cả ông bà nội ngoại có thương cháu đến mấy chắc cũng đau đầu đôi phần. Nhờ cách giáo dục tốt của Hồ Ngọc Hà, Subel, Lisa và Leon đều có tình cảm thân thiết. Subel ra dáng anh lớn, hết mực yêu thương, chăm sóc hai em nhỏ. Bên cạnh đó, Lisa và Leon ngày càng đáng yêu, kháu khỉnh. Subel, Lisa và Leon đều là những nhóc tì có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Dù bận rộn công việc, nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc chu toàn cho các con, yêu thương đồng đều. Nữ hoàng giải trí có cách nuôi dạy con hiện đại, chú ý đến giáo dục, phát triển bản thân. Việc chăm sóc con cái là tùy thuộc vào cuộc sống của từng gia đình. Chúng ta đừng bao giờ đứng trên góc nhìn cá nhân để đánh giá, phán xét một ai đó. Thay vì thế, bản thân hãy dùng những lời góp ý nhẹ nhàng, chân thành, mang tính xây dựng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.